Xin mời đại chúng an toàn. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về kinh văn thiền pháp được trích từ kinh Trung A Hàm. Lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về phần thứ năm, đó là biết mình. Đây là người tu thì thứ nhất, như trong kinh này Đức Phật dạy đó, là phải biết mình có chưa, là biết mình có giới luật, biết mình có bố thí, biết mình có chánh pháp. Và hôm nay thì chúng ta tìm hiểu thứ năm, tức là biết mình có biện tài và thiền định trí tuệ. Thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phần biết mình có trí tuệ. Thì thưa đại chúng, như lần trước chúng ta đã tìm hiểu đó, thì một người xuất gia thì đời sống hàng ngày là đi đứng có chánh pháp, rồi nói năng trong chánh pháp, suy nghĩ trong chánh pháp, và không có việc gì thì im lặng như chánh pháp. Thì đời sống của một vị xuất gia đó là đời sống trong chánh pháp.
Thì nếu mà một vị mà thường an trú trong chánh pháp của Phật á, thì vị này á, sẽ có khả năng hay là có cái tâm muốn đền ơn Phật, đền ơn chư tổ, đền ơn các bậc thầy đã giáo dưỡng mình là hoằng pháp. Tức là khi mình có chánh pháp thì tự nhiên á, là mình muốn đền ơn Đức Phật và các bậc thầy, cho nên mình hoằng pháp. Thì thưa đại chúng, là khi hoằng pháp thì ba điều cần phải có. Khi hoằng pháp, ba điều mình có: một, khẩu giáo; hai, thân giáo; ba, ý giáo. Đó, thưa đại chúng, là khi mà mình ra để mình hoằng truyền lời của Đức Phật đó, thì nơi vị đó, đó là phải đủ ba điều này, là thân, khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. Cũng giống như bên Mật Tông vậy đó. Thế là một người muốn thành tựu được cái pháp của Mật Tông đó, thì cũng phải đủ là thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật có nghĩa là họ kết ấn, khẩu mật có nghĩa là miệng trì chú, và ý mật đó, tức là tâm và chuyên về lời chú. Ngoài ra không có gì hết, ta gọi là tam mật tương ứng. Thì cũng vậy thưa đại chúng, thế là một người mà muốn ra hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật thì phải trang bị cho mình là tam giáo đầy đủ, tức là khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. Khẩu giáo có nghĩa là mình nói lời của Đức Phật, mình hoằng truyền chánh pháp. Thì trong cái khẩu giáo này đó, chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu về tứ vô ngại biện tạng. Đây mình ghi luôn. Tứ vô ngại biện tài. Một là nghĩa vô ngại biện tài. Hai là pháp vô ngại biện tài. Ba là từ vô ngại biện tài. Bốn là nhào thuyết vô ngại biện tài. Đó là về khẩu giáo đó thưa đại chúng. Thế là một người khi mà muốn truyền đạt lời của Đức Phật thì người đó phải trang bị cho mình về biện tài,
Biện tài ở đây có nghĩa là cái khả năng biết sử dụng cái ngôn từ ý nghĩa giáo pháp của Đức Phật đem đến lợi ích cho mọi người, chứ không phải biện tài khi thế gian biện luận rồi tranh cãi, không phải. Biện tài ở đây là cái vị đó là có cái khả năng, có năng lực khéo léo đeo giáo pháp của Đức Phật ra để chia sẻ, để làm lợi ích cho mọi người. Thì cái đầu tiên thưa đại chúng đó là đem cái lời khẩu giáo, là đem lời ra để làm lợi ích. Thì cái vị mà muốn có lợi ích về khẩu giáo thì thưa đại chúng là đầu tiên đó là phải thông các cái nghĩa lý về kinh Phật, tức là phải thông suốt về nghĩa kinh truyền thống của kinh Nguyên Thủy, rồi cũng thông suốt về nghĩa lý của các truyền thống kinh phát triển. Thì như vậy là cái tư tưởng, cái truyền đạt của mình đó, nó rất là phong phú, rất là khoáng đạt. Thưa đại chúng rằng là có nhiều vị đó là chỉ dừng lại trong cái nghĩa của kinh Nguyên Thủy thôi. Cho nên khi mà làm lợi ích đó, thưa đại chúng là nó không có là rộng lớn, nó không có phổ cập. Thưa đại chúng là tôi đã xem những cái pháp hội của Ngài Tinh Vân đó, thuê nguyên một cái hội, cái sân vận động 20.000 người, thưa đại chúng. Vì Ngài ứng dụng cả nghĩa kinh Nguyên Thủy, cả nghĩa kinh Phát Triển và cả nghĩa của Thiền Tông, cho nên đem lại một cái lợi ích rất là lớn. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái người mà muốn đền ơn Phật đó, thì phải để tâm để học, để suy gẫm, để hiểu được các cái nghĩa kinh. Cho nên các vị mà nghĩ rằng là mình tu là không có chịu học á, thì thưa đó là một cái khuyết điểm lớn nha. Tại vì mình không có học lời kinh của Phật á, thì thưa đại chúng là mình tu là nó sai lệch. Rồi khi mà gặp bất như ý, phiền não, bất an, khổ đau đó, là không có là cái tư lương, không có biết pháp để đem ra ứng dụng, cho nên là nó bị khiếm khuyết. Thành tự ra một người mà muốn đền ơn Phật, đền ơn chư tổ đó, thì đầu tiên là phải biết về nghĩa vô ngại, tức là áo nghĩa của kinh Nguyên Thủy, áo nghĩa của kinh Phát Triển. Mình phải nắm rất là vững, rất là rõ. Thì cái sự mà truyền đạt, cái sự làm lợi cho mọi người đó, nó rất là rộng lớn. Thưa đại chúng, tôi có xem cái pháp hội của Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, thưa đại chúng là 40.000 người, tức là một cái quảng trường lớn, Ngài ngồi trên cái tòa, rồi rất nhiều nơi đặt những cái màn để cho mọi người theo dõi. Để sở dĩ mà Ngài làm lễ lớn như vậy đó là tại vì Ngài để tâm, ngoài cái pháp học về Nguyên Thủy và Phát Triển, Ngài còn là nghiền ngẫm, Ngài còn tu tập, cho nên Ngài có một cái khả năng về áo nghĩa không có ngăn ngại. Cho nên đầu tiên là thưa đại chúng là nghĩa vô ngại, là mình phải học, nghe, tư duy và tu tập để nắm được nghĩa từ kinh Nguyên Thủy cho đến kinh Triển. Rồi thứ hai là gì? Là pháp vô ngại biện tài. Tức là các cái giáo pháp
cũng từ pháp nguyên thủy cho đến pháp phát triển, tất cả các pháp Đức Phật dạy đó mình cũng đều thông đạt, từ pháp tánh nè, pháp tướng nè, pháp thể nè, pháp dụng nè, đều nắm rõ hết. Thì như vậy mình mới có thể làm lợi ích cho chúng sinh được. Đó, cho nên thưa đại chúng là cái khẩu giáo đó, tức là để làm lợi ích cho số đông, thì thưa đại chúng là đầu tiên là nghĩa các cái kinh về nguyên thủy và phát triển đó, đều phải nắm rất là vững. Rồi pháp, pháp nguyên thủy cho đến pháp phát triển cũng nắm rất là vững. Rồi thứ ba là gì? Từ vô ngại biện tại, tức là ngôn ngữ, từ ngữ diễn đạt một cách là không có ngăn ngại. Thế này chúng rằng là nếu mà mình không có mở rộng cái tấm lòng đó để mình học nhiều ngôn ngữ. Trong đây thì mình chỉ nói là về kinh tạng nguyên thủy, kinh tạng phát triển thôi. Thì mình sẽ biết được là rất nhiều về từ ngữ trong Phật Pháp. Cũng như Ngài Huyền Trang vậy. Tức là khi mà Ngài từ Đông Độ đi qua Tây Trúc, thì sau một thời gian Ngài tu học á, Ngài đã đem về cho đất nước Trung Hoa là 4.000 từ đóng góp vào cái nền văn học văn hóa của Trung Hoa. Tức là đem từ cái truyền thống, vừa là truyền thống nguyên thủy và truyền thống phát triển, để làm giàu cho cái kho tàng văn hóa, văn học của Trung Hoa. Cho nên những cái từ mà hằng hà sa số, rồi là vô thường, vô ngã vân vân, đều lấy từ đạo Phật ra. Mà quý vị để ý xem những cái vị mà vừa hai truyền thống mà dung thông đó, thì thưa đại chúng rằng là về cái vốn từ đó để dùng không ngăn ngại. Tôi có đọc những cái quyển của Hòa thượng Bửu Long đó, Ngài biết đó. Hòa thượng Viên Minh có lúc Ngài dùng bản la diện mục, có lúc là Ngài dùng là ông chủ, có lúc là Ngài dùng là chân tâm Phật tính. Thưa đại chúng là những cái từ đó là của Thiền Đông Độ. Nhưng mà khi nào cần dùng là Ngài vẫn dùng một cách rất là linh hoạt, nó không có bị hạn chế, thì đó gọi là từ vô ngại biện tài. Còn thứ tư là gì? Nhạo thuyết vô ngại biện tài. Tức là đầu tiên là cái vị đó phải có cái tâm muốn đem lời của Đức Phật ra để mà chia sẻ, làm lợi ích cho mọi người. Tức là mình học, mình suy tư, mình tu tập những cái gì hay đó, mình đem ra mình chia sẻ cho mọi người. Và từ cái tâm vui thích đem ra cống hiến những cái điều hay của lời Phật dạy, và làm cho người nghe đó cũng vui thích. Thưa đại chúng, tôi đọc vào Ngài Chí Khải Đại Sư đó. Ngài Chí Khải Đại Sư, Ngài giảng có một chữ diệu trong Kinh Pháp Hoa thôi, mà thưa đại chúng, một tuần lễ chưa hết. Và cái vị vua đó là 7 chiều, đáng lẽ cái giờ đó là giờ của ông là họp, nhưng mà ông cho 7 chiều, tại vì trúng cái ngày Ngài Chí Khải Đại Sư Ngài giảng, cho nên ông cho 7 chiều cho là hoàng hậu, công tử, công chúa, rồi các quan đại thần đi nghe pháp. Tức là nghe một cách say mê, thích thú. Mà thưa đại chúng, Ngài Chí Khải Đại Sư giảng có một chữ diệu thôi đó nghe. Tức là diệu pháp Liên Hoa Kinh, mà Ngài giảng một chữ diệu một tuần lễ chưa hết. Đúng là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Đó, thì thưa đại chúng là về khẩu giáo đó, muốn làm lợi ích
cho mọi người đó là phải phải trang bị, phải vun bồi, phải đầu tư cho mình có bốn cái phần này. Tức là bốn cái vô ngại này đó, thưa đại chúng, là lý đáng đó, mà mình nói cho xứng đáng đó, để dành cho các bậc mà đã thành tựu Phật đạo, thành tựu thánh quả, là các ngài mới có cái vô ngại này. Nhưng mà trên cái bình diện mà tu học á, mà một vị á, có cái nhiệt tâm muốn đem giáo pháp Đức Phật ra để là làm lễ cho mọi người đó, thì cũng phải trang bị cho mình tứ vô ngại. Cho là về nghĩa lý các truyền thống á, là phải thông suốt. Quý vị để ý như tôi chia sẻ đó, tôi cũng đã xem, cũng đã dự những pháp hội của ngài, của Hòa thượng Trúc Lâm, từ 5 đến 7.000 người. Hòa thượng Lần Hồng cũng từ 5 đến 7.000 người. Nhưng mà hai cái pháp hội mà tôi rất là ngưỡng mộ đó, là cái pháp hội của Hòa thượng Tinh Vân, Quy Sơn Vận Động, làm cái tòa sen cho ngài ngồi chính giữa, là 20.000 người. Là ngài Đạt Lai Đạt Ma, pháp hội của ngài là 40.000 người đó. Thưa đại chúng, rằng là những vị mà làm lợi ích cho số đông, thì các ngài đều có tứ vô ngại biện tạng. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận. Thứ hai, thưa đại chúng, là khẩu giáo đó, thì cái sự mà truyền đạt, hướng dẫn về lời của Đức Phật. Nhưng mà nếu không có thân giáo á, thì thưa đại chúng, là xem như không có thành tựu. Ví dụ như một người mà nói hay nhưng mà làm những cái điều nó trái nghịch lại, thì nó làm phản cái tác dụng của lời nói. Cũng giống như là có câu chuyện đó, cái anh chàng kia anh nói rằng là thuốc của tôi là đánh răng vô là rất là chắc, rất là đẹp và rất là trắng, nhưng mà khi ông cười ra sún đen thui. Thì như vậy là coi như là phản tác dụng. Rồi trong kinh Bát Dụ cũng ví câu chuyện rất là hay, là có một người nói sau lưng một người khác về người này là không tốt, rồi có những cái việc làm bất thiện, sân si lỗ mãng. Thì vô tình cái vị kia họ đi ngang qua, cái ông mới bước vô, ông nói rằng là đùng đùng nổi giận, ông nói là ta sân si thế nào, ta lỗ mãng như thế nào, nói xem. Thưa đại chúng, là cái hành động đó, nó nói lên được cái sân si và lỗ mãng của con người đó rồi, chứ không cần ai nói hết. Cho nên là cái khẩu giáo, thưa đại chúng, là một cái điều rất là tốt, nhưng mà phải có thân giáo ở trong đó thì nó mới đem lại tác dụng tốt đẹp được. Cho nên một người mà muốn hoằng truyền, có cái tâm tốt à, muốn đem lời Phật ra để làm lễ cho mọi người, thì phải trang bị cho mình là vừa khẩu giáo, vừa thân giáo, và vừa phải ý giáo. Ba cái này phải hợp nhất. Tức là cái thân mình là cũng phải dạy người ta nữa. Cũng như hôm trước tôi có chia sẻ đó, tức là một cái người Phật tử, một cái người cư sĩ mà chưa có hành trì năm giới, thì cái người mà Phật tử tam quy và thọ năm giới là phải hơn cái người kia 2 lần. Rồi một vị tăng, một vị ni là phải hơn cái người cư sĩ tại gia quy y năm giới là 2 lần.
Là cái người mà ngồi trên bục giảng, thưa đại chúng, là phải hơn cái người ngồi ở phía dưới tăng ni bình thường ít nhất là 2 lần. 2 lần là gì? Thưa đại chúng, là phải hơn về lời nói và phải hơn về hành động, hơn về ứng xử. Chứ đúng ra là phải 3 lần, là phải hơn cả về tâm ý. Đã, 2 lần là cái tối thiểu đó. Đã, tâm ý, ví dụ như là mình có cái gì thô mà mình không có biểu đạt ra thì người ta chưa biết, chưa có gây tổn hại. Đã, nhưng mà lời nói và hành động mà mình biểu đạt ra ngoài đó, thì nó sẽ gây cái tổn hại, nó gây cái mất niềm tin đối với những người Phật tử. Đã, cho nên thưa đại chúng, là khi mà mình muốn ra hoằng pháp làm lợi cho chúng sinh đó, thì 3 cái điều này cần phải có: khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. À, ý giáo tức là mình phải dạy mình ở bên trong này nè. À, cũng như ngày Đạt La Đạt Ma, ngài có nói một cái vị Phật tử đó. Đấy, thưa thầy, thưa ngài, con có một đứa con đó, rất là ngỗ nghịch. À, xin ngài chỉ cho con cái phương pháp để con dạy con cho nó ngoan, nó tốt. Thì ngài rất là vui, ngài nói rằng là một người có con đi nói một người không có con dạy một người có con. Nhưng mà sau đó ngài nói rất là hay. Ngài nói rằng là con của quý vị thật ra nó rất là hiểu biết, chứ không phải không. Quý vị muốn dạy con quý vị cho tốt thì quý vị phải dạy quý vị cho tốt. Quý vị dạy quý vị tốt thì quý vị dạy con quý vị tự nhiên nó tốt. Đó, thì cũng vậy, từ cái lời nói này cho chúng ta một điều là gì? Thưa đại chúng, là mình muốn làm lợi ích cho mọi người cho tốt thì đầu tiên ở bên trong này cũng phải có ý giáo. Tức là nó dạy cho mình từ ở bên trong đây. Đó, cho nên là thưa đại chúng, đây là cái điều mà một người đi hoằng pháp, một người đi chia sẻ Phật Pháp là phải đủ 3: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Phải trang bị. Rồi ngoài ra là gì? Muốn làm lợi ích rộng lớn là phải tứ vô ngại biện tài. Đó là cái phần mà biện tài đó. Thì chúng ta là mình phải xem lại. Cái quan trọng là mình xem lại là mình có ý giáo chưa? Mình biết mình có ý giáo. Tức là mình có dạy mình được chưa? Ví dụ khi nó vừa khởi cái niệm xấu ác á, thì mình phải dạy nó mi không được khởi niệm xấu ác, phải dạy nó liền, nó bỏ. Đó. Rồi mình ngồi thiền mà nó cứ vọng tưởng, mi không được vọng tưởng, đó thì mình dạy mình. Đó thì thưa đại chúng, là cái đầu tiên là phải dạy chính mình trước cái đã. Rồi sau đó là gì? Mới dạy bằng thân. Và cái cuối cùng là mới dạy bằng miệng. Thì thưa đại chúng, là đây là cái phần là Đức Phật dạy, là khuyên là có biết mình có biện tài chưa. Tức là mình xem là mình đã có ý giáo, tức là dạy mình được chưa. Rồi mình có thân giáo, tức là cái thân mình đã dạy được cái thân mình chưa. Đó. Có nhiều khi thân mình nó thô, nhưng mà mình lại muốn dạy người khác. Thì như vậy là chưa có biết về biện tài. Thì cái biện tài, cái nghĩa nó rộng lắm, chứ không phải nó chỉ có nói không đâu. Ở trong nhà Phật thì về cái hoằng pháp á, thưa đại chúng, là nó rất là rộng. Đã, rồi sau cùng là gì? Là anh mới bắt đầu anh dùng lời nói để mà anh giáo dưỡng. Đó, cho nên là nói tóm lại á, biết biện tài là thưa đại chúng, là một người
cái đời sống của họ là trong chánh pháp, họ đi đứng làm việc trong chánh pháp, họ tập nói năng trong chánh pháp, họ tập suy nghĩ, và nếu không có việc gì thì họ im lặng như chánh pháp. Thế bây giờ thì thưa đại chúng là không có việc á, thì người ta hay gì? Người ta hay suy nghĩ về thế gian pháp, rồi hướng về tà pháp, hướng về ác pháp, chứ ít có khi nào mà suy nghĩ chánh pháp đó. Nhưng mà người tu thì thưa đại chúng là đi đứng nói năng suy nghĩ im lặng, và đời sống đó là đời sống của chánh pháp, thường an trú chánh pháp. Trước có mình có chia sẻ với nhau bài kệ đó: đệ tử Gotama hằng luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường an trú chánh pháp. Quý vị nhớ cái bài kệ đó là đủ tu rồi. Tức là ban ngày hay ban đêm, một cái người tu chân chính đó là thường an trú trong chánh pháp. Họ có đi đứng làm việc thì cũng là trong chánh pháp, họ có nói năng với mọi người thì cũng là trong chánh pháp, và khi họ ngồi họ suy tư nghĩ ngợi đó thì cũng là hướng về chánh pháp, và nếu không có việc gì thì họ im lặng trong chánh pháp. Cho nên người này là thường an trú chánh pháp. Và cái người mà thường an trú trong chánh pháp đó, thì thưa đại chúng là mặc nhiên là họ muốn đền ơn Phật, muốn đền ơn các vị tổ, các bậc thầy, cho nên là họ hoằng truyền chánh pháp. Để khi mà muốn hoằng truyền chánh pháp thì phải là vun bồi, đầu tư chăm sóc cho mình có tứ vô ngại biện tài để mình có thể rộng làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái phần biết về biện tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm cái phần tiếp theo là thiền định và trí tuệ. Để một thiền định truyền thống nguyên thủy. Mình hai, mình ghi một. Ở đây định truyền thống nguyên thủy. Hai, thiền định truyền thống, thiền định thiền tông. À,
Thì thưa đại chúng, như chúng ta biết trong kinh Đức Phật dạy thì thiền định của truyền thống nguyên thủy bao gồm là tứ thiền và tứ định. Tứ thiền, tứ định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thứ thiền. Tứ định. Không. Vô biên xứ định. Thức. Vô biên xứ định. Rồi, vô sở hữu xứ định. Phi tưởng. Phi phi tưởng xứ định. Xứ định. Có một cái thứ năm nữa là diệt thọ tưởng định. Thưa đại chúng, là về truyền thống nguyên thủy đó, để chúng ta thấy là Đức Phật dạy rất là trình tự, rất là căn bản, rất là thứ lớp. Tức là một người, bất kỳ người tu nào cũng vậy hết á, một vị tỳ kheo là đều phải thực tập những cái pháp thiền định này. Tức là đầu tiên là phải tu tập để mình chứng dự đó nha, mình thành tựu được sơ thiền. Thì sơ thiền thì thưa đại chúng là thứ nhất là ly dục, tức là ngũ dục là phải xa lìa, rồi có tâm. Mình nói một cái thôi, tâm tứ hỷ lạc nhất tâm. Đó. Đó, thưa đại chúng, cái người tu đầu tiên đó, thì với sơ thiền là phải dự phần, thưa đại chúng. Mà muốn dự phần thì phải chuẩn bị là gì? Tất cả những cái tham muốn của thế gian đó, năm cái dục đó là nó phải được đoạn trừ. Rồi chưa kể là gì, là phải vượt qua năm triền cái đó. Tham sân, rồi hôn trầm, trạo cử, nghi hối, năm cái này nữa. Rồi bắt đầu mới gì, chú tâm vào cái đề mục tầm, tức là hướng tâm để về cái đề mục mình thiền. Ví dụ như có vị thì chọn là quán niệm về hơi thở, có vị
thì chọn là tu về dừng lại các cái niệm tưởng là chỉ, có vị thì là quán, các pháp là không. Đó, tức là chọn một cái đề mục phù hợp. Thì sau đó là gì? Tứ, tức là dừng lại, là trụ trên cái đề mục mà mình đã chọn đó. Ví dụ như là hơi thở thì mình cứ chú tâm mình thực hành hơi thở. Và khi mình thực hành như vậy thì thưa đại chúng là phải có được niềm vui, hỷ là niềm vui. Đã. Thế là dễ biết lắm, khi mà mình biết mình có thiền định hay không đó. Thì cái đầu tiên là gì? Khi mình tọa thiền đó, mà mình có niềm vui, có niềm an lạc, tâm nó không có loạn động, nhất tâm mà nó không có loạn động, thì đó là dựa vào sơ thiền. Thưa đại chúng, khi mà mình ngồi thiền mà mình chưa có niềm vui đó, mình thấy rằng là một sự cực khổ, một sự khiên cưỡng, một cái gì đó nó bắt buộc á, thì biết rằng là mình còn đứng ngoài cửa thiền thôi, cái cửa thiền đầu tiên thôi, thưa đại chúng. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta phải là quan sát, xem xét. Ở đây Đức Phật nói là biết coi mình có thiền định chưa. Ở đây là chúng ta đang tìm hiểu về Đức Phật dạy theo truyền thống nguyên thủy. Tức là đầu tiên là phải dọn con đường đó, là lìa các cái sự tham muốn của ngũ dục. Thứ hai là gì? Là phải vượt qua năm cái chướng cái, năm cái thứ ngăn che. Quý vị để ý coi, hễ ai ngồi thiền đó, thì cũng không tránh khỏi được năm cái chướng cái này. Có khi thí dụ những vị ngồi thấy nó êm quá, cái muốn ngồi hoài thì cũng là tham, mà mình ngồi nó đau chân quá thì cũng bực bội nổi sân. Ngồi chút cái nó ngủ gục là hôn trầm, rồi nó nếu không hôn trầm thì nó là chào cử, thân nó lúc lắc lắc lư, rồi tâm nó cũng dao động, rồi nó nghi ngờ không biết là mình ngồi vậy là có thành tựu cái gì hay không, hay là tham gia đi học tốt hơn đó, nó nghi ngờ đó. Thế cái vị thấy là không không thoát được năm cái này. Nhưng mà cái vị nào mà người ta vượt qua được á, thì người ta nếm được cái tầng thiền thứ nhất là hỷ lạc và nhất tâm. Cho nên quý vị để ý xem, mà một vị á, chưa nói là nó kéo dài nha, chỉ mình quan sát trong một cái thời thiền thôi. Rồi sau cái thời thiền mà mình thấy rằng cái vị đó khuôn mặt nó tươi vui, đi đứng an lạc, tâm nó định tĩnh đó, là biết rằng là cái thời thiền đó là cái thời thiền mà như Đức Phật gọi là sơ thiền. Thế là chỉ trong một thời thôi. Chứ còn nếu mà cứ duy trì dài như thế đó thì cái người này sẽ thành tựu về sơ thiền. Đó, thế nên là mình xoay lại mình biết coi là mình có thiền chưa, thì mình biết dễ lắm. Cầm bồ đoàn, bưng tọa cụ, lên thiền đường mà ngồi thiền rất là vui, rất là an lạc, là tâm nó không có loạn, nhất tâm, tức là nó chỉ có một tâm thiền thôi, không có loạn. Thì như vậy là biết rằng là bên trong mình có thiền. Nếu mà ngồi thiền mà nó không vui, nó bất an, nó loạn tâm là biết mình chưa có thiền. Thưa đại chúng, mà chưa có thiền ở đây mới là cái tầng thứ nhất thôi nha. Chứ còn tứ định đó, thì thưa đại chúng là còn sâu sắc vô cùng. Đó, cho nên là chia sẻ một cái đầu thôi để chúng ta có thể hình dung ra được. Rồi thứ hai là gì? Là định sanh hỷ lạc. Đây là cái chỗ là thiền định đây. Ở đây mình ghi thêm cái thứ hai nữa. Hỷ.
là cái tâm đó. Tức là khi mà cái người mà họ an định được á, thì cái tầm tứ nó được bỏ lại. Tức là cái suy nghĩ để tìm cái đề mục rồi an trú cho cái đề mục đó đó là không cần thiết, bởi vì họ đã thực tập được rồi. Cho nên bây giờ chỉ có còn là gì, là niềm vui khi họ định tâm, niềm an lạc khi họ an định, và nhất tâm trong khi họ thiền định đó. Đó, thưa đại chúng, là nó từ hai cái pháp căn bản này đó, mình quán chiếu lại, mình phản quan lại xem là mình đã có niềm vui khi mình ngồi thiền chưa, là tâm mình đã có định chưa. Nếu mà mình thấy rằng là chưa vui là một, bất an là hai, loạn tâm là ba, là biết là chưa có thiền định. Thưa đại chúng, đây là những cái pháp rất là căn bản nha. Mà bất kỳ người tu nào cũng vậy, phải thực tập những cái pháp căn bản này. Anh phải có niềm vui với thiền, với khi mà tọa tịnh tọa có được cái sự an định, phải có được cái niềm vui đó mới được. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà thưa đại chúng là xem như là một cái thời khóa, một sự bắt buộc, một cái gì đó khiên cưỡng, thì thưa đại chúng là biết là mình có thiền định. Mà thưa đại chúng rằng là dù cho vị đó tu truyền thống nào, thì ba cánh cửa giải thoát là giới, định và tuệ, vị này phải bước qua. Thế anh nói mà anh tu mà anh có định là không được rồi. Có thể là anh không có những thứ khác, không sao. Ví dụ như anh không có cái điện thoại, anh không có cái xe, anh không có cái chùa, không sao hết. Nhưng mà không cho phép không có định, thưa đại chúng. Anh không có học vị cũng không sao hết á. Cái lục tổ huệ năng, thưa đại chúng, đâu có học vị đâu. Nhưng mà thưa đại chúng là thiền định rất là tuyệt vời. Đã. Nếu mà anh có học vị mà anh có thiền định nữa thì rất là quý báu. À, nhưng mà cái trọng tâm là gì? À, thưa đại chúng là phải có thiền định. Và có thiền định ở đây là trình bày với đại chúng hai cái nấc đầu tiên căn bản đó, là sơ thiền và nhị thiền, là mình phải thành tựu. Tức là một thời thiền đó, thưa đại chúng, là một thời đó là niềm vui, một thời đó là an lạc, một thời đó là nhất tâm. Thì trong khi thiền thì thưa đại chúng là dĩ nhiên là đau chân nè, nóng bức nè, có khi là đau lưng, những cái đó nó phát sinh chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà người tu đó, thưa đại chúng, là đều dùng cái lực tinh tấn để mà vượt qua hết. Tại vì Đức Phật nói rất rõ là hỷ, lạc và nhất tâm là người tu phải có thì mới có được định. Thưa đại chúng. Đó là đây là cái điều mà chia sẻ đó, đại chúng nắm được. Rồi còn ngoài ra trong Nguyên Thủy còn nói đến là gì? Để sát na định, rồi cận hành định, nhất thời định, an chỉ định, đó.
Thưa đại chúng, là khi mà tọa thiền là nó có những cái định này, cái quá trình mà trong khi tu tứ thiền tứ định là có những cái định này. Sát na định tức là trong một cái sát na tích tắc, cái sự sanh diệt của ý niệm, cái vị này an định, cái sát na định, tức là cái định này nó ngắn thôi, nhưng mà cái vị đó đó là nhận biết là mình có định. Thường ở đây thì mình thấy a hàm có sở đắc á, sở đắc đây là thiền định và trí tuệ, thì vì là có từng bậc cho nên là tạm là có sở đắc. Chứ còn nếu mà truyền thống của thiền tông đó thì là không vô sở đắc. Đó, chúng ta hiểu như vậy. Ở đây mình học kinh a hàm là có sở đắc, tức là tại vì tu đến đâu là biết rồi. Tại vì thí dụ như là vào định sanh hỷ lạc, nhập vào định sanh hỷ lạc nhưng mà xuất ra có định, có nhập, có xuất. Cho nên quý vị đó tu đến cái cấp độ nào, thành tựu được cái cấp nào nào, quý vị đó họ biết. Đó, thì thưa đại chúng là ở đây là sát na định đó, tức là một cái định rất là ngắn mà cái vị đó trong khi tu đó là họ đạt được. Rồi cận hành định đó là cái định mà trong cái quá trình thiền đó, thưa đại chúng là cái vị này cũng được cái tâm rất là trầm tĩnh, yên ổn, cũng là có sự định tâm, nó gần với các tầng thiền, thì gọi là cận là gần. Cái định này gần với lại từ sơ thiền cho đến tứ thiền, gọi là cận hành định. Rồi nhất thời định đó, thì có khi định nhưng mà có khi lại không định. Đó. Thưa đại chúng rằng là cái điều này thì mình thấy rất là rõ. Có nhiều vị nói rằng là có lúc mà con ngồi rất là yên tĩnh, không có vọng niệm gì hết. Nhưng mà bây giờ thì vài hôm mình ngồi sao không được trạng thái đó. Thì nó gọi là nhất thời định. Tức là có lúc nó định mà có lúc nó không định. Thì thưa đại chúng rằng là cái nhất thời định này đó, hoặc là bốn cái định này đó, là nó còn, nó gọi là tùy thuộc vào điều kiện. Ví dụ như là thời tiết nó mát mẻ, rồi không có tiếng ồn, rồi cơ thể nó không có bệnh tật. Đó, thì thưa đại chúng là nó dễ hỗ trợ định. Nhưng mà khi mà có tiếng ồn, thân nó bệnh, hoặc là thời tiết nó nóng nực, thì những cái định này có thể nó không có mặt, thì thấy rất rõ. Đó, thì như vậy là cái định này là định có điều kiện nha. Định này là có tu tập, có những lúc an định đó, nhưng mà nó phải được cái sự hỗ trợ bằng thời tiết tương đối thoáng mát, bằng cái không gian yên tĩnh, rồi bằng cái cơ thể là nó không có bệnh tật. Đó, những cái duyên này nó hỗ trợ thì có sức định. Cho đến cái an chỉ định này là cái an chỉ định này á, là thưa đại chúng là cái vị này đó là được những cái tầng thiền định đó, từ sơ thiền có khi là được cả tứ thiền, họ an trú trong cái định đó, định cả được cái định phi phi thường xứ đó. Nhưng mà bốn cái này thưa đại chúng rằng là nó vẫn còn trong cái phạm trù có điều kiện. Nếu mà mình không có thường xuyên mình thực tập á, không có ngày nào cũng ngồi thiền á, thì cái định này nó sẽ, nó có khi là nó vào nhất thời định, nó sẽ bị là mất dần. Chỉ có cái thứ năm này là thưa đại chúng, cái diệt thọ tưởng định này nè. Cái vị nào mà
mà thành tựu như trong kinh mô tả đó, mà thành tựu được diệt thọ tưởng định đó, thì nó không bị chi phối bởi giống như thời tiết hay là nhân duyên như bốn cái định này. Diệt thọ tưởng định có nghĩa là ở bên ngoài là không có bị nhiễm bởi sáu trần. Ở bên trong các cái thọ tưởng, các cái ý niệm á, nó được là dứt mạch, chấm dứt. Đó, thì thưa đại chúng rằng là những vị mà thành tựu được diệt thọ tưởng định á, đều là những vị chứng đến thánh quả. Nếu mà quý vị đó mà khai được tam minh đó, là vị này thành tựu thánh quả. Nhưng mà cái diệt thọ tưởng định là cũng không bị chi phối bởi cái nhân duyên ngoại cảnh bên ngoài, và nó không mất. Đó, thưa đại chúng, là đây là cái chúng ta tìm hiểu về cái thiền căn bản đó nha. Và bất kỳ người tu nào cũng phải tu từ cái nấc căn bản đó. Thưa đại chúng, đó thì mình xem lại có mình biết mình có thiền định hay chưa. Đó là thứ nhất, là gì, có niềm vui khi mình tọa thiền hay chưa, có an lạc khi mình tập thiền hay chưa, rồi mình có nhất tâm, và nhất tâm tức là cái tâm nó không loạn, nó có định hay chưa. Còn bốn cái tầng này là, thưa đại chúng, là rất là sâu, là những người mà chuyên tâm, chuyên tâm để họ an định vào những cái tầng rất là sâu. Trong kinh mô tả là có cả những ánh sáng, tợ quang, rồi tướng quang, rồi pháp quang đó, trong những cái tầng thiền này. Đó thì nói tóm lại, thưa đại chúng, là đây là những thiền định rất là căn bản, mà bất kỳ người tu nào khi mà tu căn bản đó, là đều phải thực tập. Cái đầu tiên là gì, anh phải có niềm vui với lại khi anh ngồi thiền, dù là đau lưng, dù là tê chân, dù là nhức đầu, nhưng mà cũng phải dùng cái tinh tấn lực để mà chế ngự vượt qua, để có niềm vui với thiền, có an lạc khi thiền, và có nhất tâm khi thiền. Muốn được như vậy thì thưa đại chúng là phải chuẩn bị năm cái ngũ dục, là phải vượt qua năm cái triền cái, cũng phải vượt qua đó, thì như vậy mới có phần vào hỷ lạc và nhất tâm. Thưa đại chúng, đó là chúng ta biết qua một chút về thiền thiền định truyền thống nguyên thủy, và hầu như là người tu nào cũng phải thực tập hết. Thưa đại chúng, còn truyền thống thiền tông đó, truyền thống thiền tông là định tuệ đồng đẳng. Đây, Ngài Lục Tổ nói ngoài không dính các duyên là thiền. Bên trong không loạn là định. Đó. Cái thiền định của thiền tông á, thưa đại chúng, là gọi là định tuệ đồng đẳng. Tức là khi anh tu định, thì tuệ luôn là có mặt. Cho nên Ngài Lục Tổ Ngài nói đó, bên ngoài không dính các duyên là thiền, bên trong không loạn là định. Ngài
Để nói rất rõ về thiền định. Tức là cái thiền định ở đây thưa đại chúng là thiền trong cái đời sống hàng ngày. Thiền như hồi nãy mình tìm hiểu đó, là thiền khi mình tọa thiền. Mình phải trang bị trong những lúc mà khí hậu mát mẻ, cái không gian yên tĩnh và cái cơ thể nó khỏe mạnh, tại lúc đó là phải tận dụng, phải trân trọng, là tại vì nó chưa có bị cái sự chi phối. Các duyên nó hỗ trợ rất là tốt, thưa đại chúng. Lúc đó là mình phải là tu tập tinh chuyên đó, để có định lực. Đó thì mình có định lực á, thì mình mới có thể là tu ở bên ngoài được, cảnh động được. Thưa đại chúng, cái đầu tiên là mình phải tu trong cảnh tịnh nha. Đây là Đức Phật dạy, cho nên là ngày xưa là Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo là gì? Tìm ở nơi núi rừng thanh vắng, không có nơi ồn ào, lìa những cái cấu quế của thế gian. Đã, rồi là gì? Là nhiếp tâm, chánh niệm tỉnh giác, là tinh cần, là thường tu tập. Đó, cái Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo này xưa như vậy. Nên là các vị muốn tu đó là phải tìm cái nơi thanh vắng là một, yên tĩnh là hai, không có những cái duyên nó tác động là ba. Thì như vậy nó đưa đến cái thân mình nó điều hòa, là mình là thiền định nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Thì thưa đại chúng, là trong lúc mà mình đang có những cái điều kiện tốt á, là phải tận dụng. Cho nên quý vị là không có được gọi là vô ý thức mà phung phí. Chứ cái sau này mà thưa thì mình gặp những cái cảnh mà ồn ào nè, đã, rồi thời tiết nó nóng bức, đã, rồi những người người ta cứ gây sự quấy rối, thì thưa đại chúng là lúc đó là không thể định được. Tại vì mình không có cái lực, mình không có thực tập thường xuyên. Đã, còn các như ngài Lục Tổ nói đó, là vì ngài đã từng là thiền định trong những cái cảnh tịnh rồi, ngài đã thành tựu được rồi, cho nên là khi mà ra bên ngoài đó thì ngài nói rằng là đối với lại sáu trần ngài không dính nhiễm thì đó là thiền, nhưng mà bên trong ngài đó cũng không có loạn thì đó là định. Đó. Như ngài Vĩnh Gia Quyền Giác ngài nói đó, thấy sắc không can dự sắc, nghe tiếng là không có dính vào tiếng, sắc thanh đều vô ngại, thẳng đến vương pháp thành. Đó, đó. Đó là ngài Vĩnh Gia Quyền Giác ngài nói. Tức là ngài tu trong cái cảnh động là thấy sắc nhưng mà không có can dự để đến sắc, rồi nghe tiếng cũng không có dính tiếng. Đó. Rồi thanh và sắc ngài vô ngại, giống như là gió nó thoảng qua nhà trống vậy, thẳng đến vương pháp thành, tức là thẳng đến niết bàn. Rồi ngài có hai câu sau cũng rất là hay đó. Ngài nói rằng là đây, tôi để ghi lại cho quý vị nhớ. Ngài Huyền Giác. Tai nghe tiếng chửi, như uống nước cam lộ,
Tiêu dung. Nhập vào cảnh giới bất tư nghị. Ngã văn khắp tờ cam lộ thủy, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, đó là chứng đạo ca. Thưa đại chúng, để mình biết mình có định đó, cũng rất dễ. Ở đây Ngài cho một cái tiêu chí đó. Tức là khi mình nghe người ta nói những cái điều mà trái ý nghịch lòng đó, mà cái tâm mình nó không loạn là một, không có nổi sân si là hai, không có nổi những cái niệm xấu ác là ba, là biết là người này có định. Cũng như trước qua sư ông Trúc Lâm có nói đó, cái nhỏ thôi, cái định nhỏ thôi nha, tức là mình ngồi, hai người ngồi với nhau và một người khác người ta khen cái người không có mặt á, mà cái người này ngồi mà không đổi sắc mặt á, là biết người này tu đền cũng tốt lắm. Thường thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình ngồi mà ai người ta khen cái người nào đó, thì cái gì nhất là không vui, nói cái vị đó giàu nhưng mà chọc phú đó nghe, phải tìm cách để mà nói xấu người đó. Đó thì rõ ràng là gì, không có định. Đại chúng, Ngài Vĩnh Gia Ngài nói là gì, tai nghe tiếng chửi như là uống nước cam lộ, tiêu dung mà vào cái chỗ bất tư nghị. Bây giờ thì thưa đại chúng là mình tu thì chắc là không, chưa đến nỗi ai chửi mình, chỉ có nói có khi cái người nào ta thiếu chánh niệm là ta nó móc méo một tí xíu thôi. Nhưng mà mình khi mà mình xoay lại mình biết coi mình có định hay không là lúc đó đó nghe, chứ không phải là truyền thống thiền tông đó là nói cái định là trong cái lúc mà mình giao tiếp ứng xử trong cái mọi hoàn cảnh. Còn khi mình ngồi thiền thì không có ai ta mắng chửi mình. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài đó thì thưa đại chúng là nó mới có những trường hợp đó. Thì lúc đó là mình phải xem coi là mình có định hay không định. Đó cho nên là Ngài Quyền Giác Ngài đưa cái tiêu chí, Ngài nói rằng là ta nghe tiếng chửi như là uống nước cam lồ, tiêu dung nhập hết vào chỗ bất tư nghì, tức là chỗ không thể nghĩ bàn, chỗ giải thoát. Cái nguyên văn chữ Hán là tiêu dung đốn đốn nhập bất tư nghì. Đó thì thưa đại chúng là ở đây là mình kiểm mình có biết có định hay không định, dễ biết lắm ạ. Nếu mà ngồi trong thiền đường, dù là đau chân, nhức lưng, loạn tâm, nhưng mà mình dùng cái lực của tinh tấn để mình vượt qua được, mình chế tác được cái niềm vui, sự an lạc, thì nhất tâm là biết mình có định. Còn nếu mà mình đau chân, mình nhức lưng, mình loạn tâm, mà mình bị cái đó nó làm cho mình nổi sân, nổi bực, nổi khó chịu thôi, là biết là mình không có định. Đó, cho nên hai cái nó khác nhau thôi đại chúng. Đó thì rõ ràng là gì, như Ngài Lục Tổ nói đó, là mình trong này nó cứ loạn, chạo cử đó là cũng biết là mình không có định. Định thì nó không có loạn. Định là một cái trạng thái tâm mà nó hoàn toàn yên lắng, nó thanh tịnh. Cho nên là trong kinh hay ví như là cái mặt hồ tĩnh lặng đó, là có nơi là ta ví như cái cốc nước
Tức là khi mình vừa mới pha cốc nước chanh, mình để lang lâu chừng nào thì cái cạnh nó càng lắng xuống. Thì cái cốc nước nó càng lắng trong chừng nào thì cái ánh trăng nó rọi vào đó rõ chừng ấy. Thì cái tuệ mình nó sáng chừng ấy. Đó, cho nên thưa đại chúng là chúng ta tìm hiểu về thiền định để biết, tìm hiểu để biết coi mình có định hay chưa thôi, có thiền định chưa. Đó. Đó, thì từ lúc mình ngồi thiền ở thiền đường đó là mình quan sát coi mình có định chưa. Nếu mình thấy rằng là nó tê chân nè, nó đau lưng nè, là có khi nó nhức đầu nè, có khi nó uể oải, có khi nó nóng bức, mà mình dùng cái tinh tấn lực để mình vượt qua hết cái đó đó, mình chế tác được cái niềm vui, niềm an lạc trong tâm mình, nó nhất tâm thì biết là mình có định. Còn mà mình cứ ngồi mình thấy đau lưng rồi nó nhức chân rồi đó là biết là loạn tâm mà không có định. Cho nên quý vị để ý xem, mà có nhiều vị nói rằng là như cái sư cô gì ở Viên Chiếu đó, cô kể là khi mà cô ngồi thiền cô nhìn đồng hồ là 6 giờ. Và quý vị thấy cũng có nhiều người ngồi thiền nhưng mà cứ ngồi nhìn đồng hồ hoài. Sao mà nó cái đồng hồ nó bị chết thì sao? Nó biết là tâm nó không có định. Cho nên là gì? Cứ mong cho hết giờ. Còn cái người mà có định tâm thì thưa đại chúng là cái giờ nó trôi qua hồi nào họ hay. Quý vị đọc Ngài Hư Vân đó, khi mà Ngài tu ở trong cái thất thì Ngài luộc mấy củ khoai để Ngài dùng. Thì trong khi đợi khoai nó chín đó, thì Ngài bắt chân Ngài thiền tọa. Mà đến khi Ngài xả ra thì Ngài mở nồi khoai ra thì mốc hết rồi. 2 ngày khoai nó mốc hết rồi. Tại vì trời lạnh mà nó mốc. Đó thì thưa đại chúng là khi mà an chú định thì là nó không bị chi phối thời gian. Còn mà quý vị nào ngồi mà cứ ngó đồng hồ hoài hay là nhìn ra cửa coi cái ông giám thiền ông có đắng, ông có quên giờ hay không. Hôm trước là tôi nhớ là tôi đi kiểm thiền, cái đồng hồ nó mới nhít qua có 1 phút mà cái tôi thấy 2-3 cái đầu ngó tới ngó lui. Tôi biết là không có định rồi. Còn quý vị nào mà có định thưa đại chúng là họ ngồi im re. Có khi là quên họ còn thích nữa. Đó thì thưa đại chúng là đó, từ đó là mình suy nghiệm lại. Ở đây Đức Phật nói là biết có thiền định, là biết có trí tuệ. Thế là về nguyên thủy đó, thì 2 cái tầng là căn bản, là sơ thiền và nhị thiền. Là anh khiên ngồi thiền là vì đó phải là hướng tâm về cái đề mục mà mình đang chọn, rồi phải thực tập cái đề mục đó một cách tinh chuyên, làm sao mà có niềm vui, có an lạc, có nhất tâm. Thì đó là tạm gọi là sơ thiền. Thứ hai là gì? Là phải định được tâm. Lúc này không cần phải chọn đề mục nữa, mà chỉ là an trú trong cái tâm định đó để có niềm vui, có an lạc và có nhất tâm. Đó thì thưa đại chúng là 2 cái phần đó là mình quán chiếu lại xem mình có chưa. Đó. Nếu mà mình có được rồi thì bắt đầu là mình là tiếp tục thăng tiến. Đó, thăng tiến cho đến mà khi nào mà hết cuộc đời mình đó, chỉ mà cái tiêu chí cuối cùng là diệt thọ tưởng định đó, thì thưa đại chúng là cái định nó mới không mất nha. Chứ còn từ tứ thiền cho đến tứ định á, là nếu mà mình lơ là, mình không có tinh chuyên là cũng sẽ bị mất định. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Rồi thiền truyền thống của thiền tông á, thì thưa đại chúng là gì? Khi mà mình đã tu tập trong cái cảnh tịnh rồi đó, thì phải là thực tập trong cái cảnh động. Ngài Lục Tổ nói rất rõ, ngoài không dính các duyên, đó là thiền.
bên trong không rối loạn, đó là định. À, đó là ngài Bính Gia Quyền Giác, ngài còn còn đặc biệt hơn nữa. À, thấy sắc không can dự sắc, nghe tiếng không dính vào tiếng, thinh và sắc đều vô ngại, thẳng tiến vương pháp thành, tức là vào cái cảnh giới Niết Bàn. À, nhưng mà hai câu sau mới là thực tế đó. Tai nghe tiếng chửi như uống nước cam lồ, tiêu dung vào chỗ không thể nghĩ bàn. Đó, đây đúng là đại định. À, thưa đại chúng, thường là mình ra cảnh động á, là cái tâm mình nó cũng hơi dao động. À, mà bị người ta chửi nữa thì thưa đại chúng lại càng dao động nữa. Chỉ có những cái vị mà định là một, tuệ là hai, nó đồng đẳng á, thì mới có thể là gì, nói lên cái tiếng nói là ta nghe tiếng chửi như là uống nước cam lồ, rất là tươi mát. Mình nghe tiếng chửi thì giống như là uống nước độc vậy. Suy xiển, à, đi không nổi, bất an khổ đau. Nhưng mà ngài thì nghe tiếng chửi thì giống như uống nước cam lồ. À, rồi ngài nói là gì, nó tiêu dung vào cái chỗ mà không thể nghĩ bàn. Giống như ngài nói là giống như cái người mà chửi vào hư không á, à, thì nó tan vào hư không thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết. Đó, thưa đại chúng, là đây là đại định. Đó, đó thì mình tìm hiểu như vậy để mình thấy rằng là, à, trong cái đời sống chúng ta là cần phải tu tập. Đó, để mình thứ nhất là cái môi trường nó tốt á, là phải tranh thủ để có thiền trong lúc tịch. Trong lúc mà nhiều cái duyên nó tốt, là thời tiết nó tương đối, à, mát mẻ. Thứ hai là không gian nó tương đối yên tĩnh. Và thứ ba là cơ thể mình nó còn khỏe mạnh, nó không có bệnh tật. Đó thì tranh thủ để mà vun bồi cái năng lượng định, để cho mình có định lực. Rồi từ cái định lực đó thì nó mới là phát triển cái tuệ lực được. À, thưa đại chúng. À, thì trí tuệ thì trong kinh cũng cho chúng ta biết rất là dễ, cho nên là mình kiểm coi mình có trí tuệ hay không. À, đây. Trí tuệ. Đây là hai. Một. Thấy, à, vạn sự, vạn vật, các pháp biến hoại vô thường. Hai, thấy rõ con người chịu chi phối, quy luật sanh
Bệnh chết. Ba, nhận biết. Sáng suốt. Tự thân. Không có ngã và sở hữu ngã. Bốn. Thấu tỏ. Thấu tỏ vọng tâm sinh diệt. Nhận ra trở về an trú bản tâm. Thanh tịnh. Thanh tịnh. Thanh tịnh chiếu diệu sáng ngời. Năm. Trí tuệ luôn. Trí tuệ luôn đi đôi. Từ bi. Đó. Đó, thưa đại chúng, là đây là trí tuệ đó. Thứ nhất là thấy vạn sự vạn vật các pháp luôn biến hoại vô thường. Hai, thấy rõ con người chịu chi phối quy luật sanh già bệnh chết. Ba, nhận biết sáng suốt tự thân không có ngã và sở hữu của ngã. Bốn, thấu tỏ vọng tâm sinh diệt, nhận ra trở về an trú bản tâm thanh tịnh chiếu diệu sáng ngời. Năm, trí tuệ luôn đi đôi với từ bi. Đó. Đó, thưa đại chúng, là đây là đặc tính của trí tuệ đó. Nếu mà ngược lại là vô minh, thưa đại chúng. Đó, cho nên là mình quan sát lại, đây là những cái điều mà căn bản tôi rút từ hai truyền thống nguyên thủy và phát triển, đều có chung một cái định về trí tuệ là như vậy. Nên là cái người mà có trí tuệ, thưa đại chúng, là họ nhìn tất cả mọi vật, các pháp đều là biến hoại, vô thường, thay đổi. Kinh Kim Cương Đức Phật cũng nói đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình tướng là cái đó là bị hư hoại. Đó là người đã có trí tuệ. Rồi thứ hai là gì? Mình nhìn ra mọi người đi tới đi lui. Dù người đó là có địa vị, có chức vụ, có quyền lực, có tài sản như thế nào đi nữa, cũng phải già, bệnh, chết. Đó, quý vị thấy như vừa rồi đó, các bác sĩ chích vaccine mà cao cấp đó, cũng chết.
chứ đâu phải là thường dân là chết đâu ạ. Chích vaccine là cũng chết. Đó. Đó, thấy rõ ràng là con người nó chịu cái quy luật là già bệnh chết cũng ai tránh khỏi. Bác sĩ đó là chữa cho người bị COVID đó, hết, nhưng mà bản thân chích vaccine vô tự nhiên sốc thuốc làm sao chết. Là quý vị thấy, mà quý vị đã cũng biết phòng hộ chứ không phải không phòng hộ đâu, nhưng mà vẫn chết. Rõ ràng là gì, con người đã chịu quy luật là già bệnh chết. Rồi thứ ba là gì, mình quan sát lại tự thân thì thấy rõ ràng là gì, nó vô ngã, nó không có tự ngã, rồi cũng có cái gì sở hữu của ngã. Đó, đó là có trí tuệ. Có trí tuệ là nó nhìn ra được những cái sự việc như vậy đó, thưa đại chúng. Từ cảnh xa rộng lớn là vạn pháp, từ cái vừa là những con người đi qua đi lại, những người mà mình tiếp xúc trong cuộc đời đó, trong xã hội đó, mình thấy rõ. Rồi tự thân mình cũng vậy, thưa đại chúng. Nếu mà nó là của mình đó, thì mình bảo nó đừng có bệnh thì nó phải nghe lời chứ. Đằng này nó muốn bệnh là nó bệnh. Đó. Rồi mình ra lệnh cho đừng già, nhưng mà nó cũng đâu có nghe lời, nó ưng già là nó già. Rồi mình không cho phép nó chết. Đấy. Nhưng mà nó cứ chết thôi. Làm gì nhau? Đó. Thế, rõ ràng là không phải của mình. Đó. Rồi như Alexander Đại Đế đó, ông nói rằng là cuối đời của ông hãy làm một cái quan tài thò hai cái tay ra. Thì các cái cận thần mới ngạc nhiên hỏi sao mà làm quan tài chi mà lạ vậy thưa Đại Đế. Để cho thấy rằng là quyền lực, tài sản như ta đó, rốt cuộc là cũng tay không. Đó là không có sở hữu của ngã. Rồi nhìn sâu vào bên trong nữa thì thưa đại chúng là gì? Mình thấy được cái tâm sinh diệt. Mỗi một ngày chúng ta thấy rõ ràng là tâm mình nó nghĩ hết niệm này đến tư tưởng kia, nó cứ sinh diệt. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì thấy hí ha hí hửng, lúc thì nhìn lại sao mà giọt giánh giọt dài. Thì thấy nó thay đổi liên tục, nó là sinh diệt mà. Nhưng mà cái điều may mắn của mình là gì, là được tuệ giác của Đức Phật soi sáng. Cho nên là tuy nó có cái sinh diệt, nhưng mà bên trong đó nó vẫn có cái tâm thanh tịnh là không có sinh diệt, chiếu diệu sáng ngời. Nó biết được cái sinh diệt đó. Đó là người có trí tuệ đó, thưa đại chúng. Rồi thứ năm là gì? Là trí tuệ nó luôn song hành với từ bi. Quý vị nhớ, đạo Phật là đạo trí tuệ và từ bi. Đó, cho nên nếu mà mình làm một việc gì mà nó không phải là từ bi đó, thì biết là chưa phải trí tuệ. Tại vì từ bi với trí tuệ nó đi song hành với nhau. Cũng giống như trước khi nghỉ tôi dẫn câu chuyện để thấy rằng một cái vị thầy có trí tuệ nha. Thế là một cái ngôi chùa đó, ở trong chúng ở cũng khoảng gần 200, nhưng mà trong đó có chú tiểu là chuyên môn ăn cắp, chúng mất đồ hoài cho nên là rất là xào xáo. Cứ lên thưa với vị thầy, vị thầy nói thôi được cứ để thầy xem. Thì một hôm là chúng đình bắt được cái tên ăn trộm là chú tiểu đó, lôi cổ lên rồi đưa ra hai cái giải pháp cũng rất là khó xử. Bây giờ một là tụi con đi, hai là cái tên này đi, thầy quyết định cho cái. Thì cái vị thầy nói rằng là tụi con là những người đàng hoàng tử tế, là những người có tu tập, thì tụi con đi đó chùa nào cũng mở cửa đón nhận. Nhưng mà cái chú này mà nếu mà chú đi mà người ta biết được thì chắc là chú không có chỗ dung thân. Thôi, hãy để nó ở lại đây với thầy, tụi con đi.
Mấy vị kia nghe vậy xúc động, lễ vị thầy đó. Đó là gì? Trí tuệ nó đi với từ bi. Thưa đại chúng, mình làm việc gì mà nó có từ bi đó, thương yêu người đó, đó là biết mình có trí tuệ. Mà mình làm mà nó tổn hại cho người, thì như vậy là không phải trí tuệ. Đó là một dạng thức gì đó chứ không phải trí tuệ đâu. Xin thưa là như vậy. Đó, cho nên nó tóm lại thưa đại chúng là cái phần thứ năm là biết mình, là biết mình có đức tin, có giới luật, có bố thí, có chánh pháp, có biện tài, có thiền định, trí tuệ. Đây là cái phần rất là quan trọng. Tôi phải dành ra nhiều buổi để chia sẻ với đại chúng. Thầy xin cảm niệm đại chúng đã lắng nghe. Rồi chúng ta dừng lại ở đây. Xin mời đại chúng phát nguyện. Chúng sinh tắt máy cho quý thầy nghỉ.